cuộc sống ngoài hoang dã, chỉ có con vật mới tự cứu lấy nó, chứ không thể ai khác. Hãy nhìn con linh dương đầu bò gặp nạn này thì sẽ biết. Nó đơn độc chống trả lại cùng lúc ba con báo săn Gepa, trong khi đồng loại của nó đứng nhìn say sưa như đang xem một bộ phim kinh dị. Chúng sẽ chờ đồng loại bị hạ gục thì tất cả chúng sẽ an toàn tiếp tục sống. Kinh dị là vậy đó. Cả đàn linh dương không chạy trốn nữa, bởi chúng biết khi người anh em của chúng ra đi, thú dữ sẽ để cho tất cả yên thần, không một ai cứu lấy nó, vì chẳng dạy gì lâu mình vào chốn hiểm nguy. Kinh dị nên dừng ở đây thôi. Oh my god. Còn đây là một loài linh dương khác, linh dương Impala. Chúng ăn cùng một tư thế như những con robot, bởi chúng đã đánh hơi ra mùi chết chóc. Chạy là cách duy nhất, mạnh ai nấy chạy, chạy càng nhanh càng tốt, bởi một cú tát của sư tử đực có thể khiến cùng lúc 5 con linh dương Impala về chầu trời. Nhưng chạy không thôi là chưa đủ, phải vừa chạy vừa nhảy cho thật cao để làm mất tầm nhìn của kẻ đi săn, vừa chạy vừa đá thật mạnh hai chân ra phía sau, làm mọi cách tốt nhất có thể để cứu lấy chính mình. Những con vật yếu thế sau lúc nào cũng thật đáng thương, cái chết cứ bủa vây và tìm đến với chúng bất kỳ lúc nào. Với con linh dương Impala này, cái chết không đến từ con sư tử đực kia, mà là đến từ tai nạn lúc nó bỏ chạy. Chân của nó vấp vào cây bị thương nghiêm trọng. Rõ ràng, khi sức mạnh là đôi chân bị hủy, thì không có con vật nào hưởng dương được lâu. Một con đại bàng đang tìm kiếm bữa ăn của nó. Những con cá sấu non đều là miếng thịt tươi ngon. Đó là lý do mà cá sấu mẹ cố gắng đưa con nhỏ xuống ngay dưới mặt nước càng sớm càng tốt. Bất kỳ kẻ tàn ác nào đều cũng là những bà mẹ tốt. Nó cũng vậy. Hả? Cái miệng nó là nỗi khiếp sợ với tất cả các loài vật khác, nhưng với con nó thì lại là nơi ẩn nấp, chở che lý tưởng. Wow. Khi tất cả nằm bất động, chỉ lồi hai con mắt và ít phần mũi lên trên mặt nước để hít thở, lũ trẻ nhà cá sấu sẽ luôn an toàn. Tất nhiên, đại bàng tiên câu luôn nhẫn nại chờ đợi. Chỉ cần cá sấu có một sơ hở nhỏ là nó có được bữa ăn ngay. Có một vài đứa nhỏ tinh nghịch không chịu nghe lời mẹ, buộc bà mẹ quái vật phải vất vả đi tìm rồi gặm tha về nhà. Quả thật là mẹ lúc nào cũng là công việc khó nhọc. Không thể cứ nằm mãi dưới nước, cá sấu con phải lên bờ để phơi nắng. Đây là cơ hội tốt cho đại bàng. Sự chống trả của bà mẹ quái vật là vô ích. Nó không thể quản và bảo vệ hết được những đứa con của mình. Con chim có thể tự do trên bầu trời, nhưng khi ở địa bàn mặt đất thì nó cần phải cẩn trọng. Các thú săn mồi dưới mặt đất đều có cách ngụy trang tài tình và lúc nào cũng bí ẩn. Nên có gì đó ở con rắn nguy hiểm này đã thu hút con chim tìm đến. Tuy nhiên, cuộc săn đã bị gián đoạn bởi những con chó rừng. Con rắn là kẻ đi săn, nhưng giờ nó chính thức trở thành con mồi. Rõ ràng, sự chống trả của con rắn đều vô nghĩa, chẳng qua chỉ giúp nó giữ vài hơi thở nữa thôi. Nó cố gắng làm cho mình trở nên thật đáng sợ, nhưng nó vẫn không thể thay đổi được cục diện. Nó chính thức đăng xuất khỏi trái đất với một cái bụng rất đói. Tuy nhiên, những con chó rừng không thèm ăn một con rắn có độc, bởi chúng đã đánh hơi ra một bữa ăn ngon hơn, thịnh soạn hơn. Đó là một con linh dương non mới sinh, vẫn còn rất yếu. Mùi máu tanh lẫn trong nhau thai đã cho chúng biết khu vực sinh nở của linh dương mẹ. Sinh mạng của đứa nhỏ giờ phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ nó. Linh dương mẹ không có gì khác là cố gắng chạy để tìm cách dùng đầu bắn vào kẻ săn mồi, nhưng không có kết quả gì. Sau khi đuổi linh dương mẹ đi, chúng lao vào tấn công đứa nhỏ. Ồ không, đứa nhỏ này đã đứng vững vàng và có thể chạy tốt rồi. Thì ra đám chó rừng đã đến trễ một bước. Chúng đã bỏ qua cơ hội giờ vàng là khi linh dương con mới sinh chưa biết di chuyển. Việc biết đứng trước biết bú, biết chạy trước biết ăn
là ân phước to lớn mà tạo hóa dành tặng cho hầu hết các loài vật ăn cỏ.